Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện dâng ca muối cho sư tổ truyền thể phim hiến ngư của tác giả Phù Hoa. chương 24, Nội Phủ và Ngoại Phủ Vảy của mãng xà đen trơn bóng lạnh băng, nằm lên cứ như nằm trên chiếu, Liêu Đình Nhạn nằm ở đó hóng gió mát cảm thấy cũng khá thoải mái. Nhưng mà anh bạn rắn đen này rất thích mấy cái xó hẻo lánh, ba cái khe núi ở dưới núi Nham Thạch, rồi mấy cái hang đất không biết con nào đào ra, còn dưới mấy cái hốc cây toàn là lá rụng lã trả, nó cứ thích chú trong mấy cái chỗ như vậy. Lông rái cá của Liêu Đình Nhạn đang bóng mượt, nó đưa đi một vòng mà dối hết cả lên. Cô độ hết nổi cái xe đen này rồi, Liêu Đình Nhạn dùng vút cào rơi mấy phiến lá cây phía sau đầu, lại cào cào dưỡng vút của mình, sờ hết mượt mất rồi. Trông thấy mãng xà đen lại sắp đến dưới thác đùa nghịch, Liêu Đình Nhạn lập tức chuẩn bị nhảy khỏi xe. Thằng bé ngốc nghếch này, tao bị say xe, không chơi với mày nữa đâu, mày tự chơi một mình đi. Liêu Đình Nhạn vỗ vỗ Mãng Xà, giờ móng ra vẫy vẫy, trước khi Mãng Xà đen đi vào thác nước, cả con gái cá bay lên, phi về trong đại điện. Cô nằm ườn mà bay sang, giờ chuyện bay lượn với điều khiển với cô đã là chuyện nhỏ, đang nghiên cứu học tập trong mơ. Thế giới huyền huyễn chuyện gì cũng có thể xảy ra tất cả vọng tưởng đều nên dũng cảm trải nghiệm. Bay đến điện chính, Lưu Đình Nhạn nghe được một chàng mắng chửi, lâu vậy rồi mà còn chưa thả ta ra, người có giỏi thì cứ để ta trong người mãi đi, người chán sống rồi, xem xem ta có thiêu chết ngươi hay không. Tiếng trẻ con thật quen thuộc, không phải là cái đống lửa cáu bẩn hay chửi thề đây sao? Từ sau khi ra khỏi cái tam thánh sơn kia, cô còn chưa gặp lại cái đống lửa đó cô lơ lửng ngoài cửa sổ, nhìn thấy bên trong điện có thêm một cái đầm nước màu xanh ngọc bích và một đốm lửa sen đỏ, tư mã tiêu đứng ngay cạnh đó. Chỉ là, ấy không đúng, sao cái đốm lửa này tự nhiên lớn gan vậy, nó còn dám mắng cả tư mã tiêu, cái bộ dạng nhút nhát lúc trước đâu. Vừa nghĩ như thế, cô liền nhìn thấy ngọn lửa bùng cháy bỗng co rút lại, tư mã tiêu đã dùng nước trong đầm bao lấy đốm lửa. Đốm lửa lần nào chúng phải thứ nước đó đều đau đớn, bởi vậy lúc này nó liền khóc giống lên ta không mắng nữa không mắng nữa là được chứ gì hồi trước ngươi chỉ tưới ra bây giờ càng bệnh hoạn hơn nữa á à, đau chết ta rồi liêu đình nhạn cái kỹ năng mới này hình như cô dùng để đắp mặt nạ tổ tông học xong thực hành ngay tiếp thu nhanh thật đốm lửa chịu ngược đãi khóc lóc ầm ĩ thế nào tư mã tiêu đều không để ý tới nó nó cũng ôm hận tiếp tục mắng nhiếc dữ dội cái tên điên thối tha nhà ngươi, ta mà chết thì ngươi cũng chết, ta đau ngươi cũng đau, tới ta như vậy ngươi không có cảm giác gì sao? Sao ngươi còn chưa đi chết đi? Ông đây giết chết ngươi. Đợi ông đây thoát khỏi sự khống chế của ngươi, việc đầu tiên làm là sẽ thiêu chết ngươi. Từ mã tiêu nhốt nó trong quả cầu nước, cười lạnh, ta cứ nhìn thấy ngươi là không vui, ngươi khó chịu là ta dễ chịu rồi đốm lửa lúc thì khóc lóc năn nỉ lúc thì mắng nhiếc thậm tệ. Đúng là đứa con nít khó chịu buồn vui thất thường. Từ mã tiêu từ đầu đến cuối đều trưng ra cái bộ mặt diễu cợt khó ở. Trong cả hai đều thiếu điều muốn giết chết đối phương ngay lập tức. Liêu đình nhạn tự dưng cảm thấy giống như hai cha con chán ngán nhau. Người còn biết đường về à? Từ mã tiêu đột nhiên quay đầu ra cửa sổ. Liêu đình nhạn gác trên bệ cửa sổ, thầm nghĩ giọng điệu cái tên bố trẻ này làm sao đấy. Người tới đây, tưới nước cho nó. Từ mã tiêu ném lại một câu rồi phất tay áo bỏ đi. Liêu đình nhạn chậm rãi lượn tới một khoảng cách an toàn với đống lửa. Đống lửa kia nhận ra mùi của cô, bắt đầu mắng, lại là ngươi. Sao ngươi là biến thành cái hình dáng đần độn này? Ta cảnh cáo ngươi, thứ chó giữ nhà của tư mã tiêu. Ngươi mà dám tưới ta, ta sẽ thiêu chết ngươi. Nó mắng cả buổi trời, không thấy Liêu Đình Nhạn có động tĩnh gì, không khỏi nghi ngờ, sao ngươi không tưới ta đi? Liêu Đình Nhạn, tại vì ta khá là lười, đình công không làm nữa. Ngọn lửa nhảy thoát, ngươi dám cãi lời tư mã tiêu, ngươi không sợ hắn giết ngươi sao? Liêu Đình Nhạn kéo cái đệm ra nằm xuống, thầm nghĩ ba cái lời đe dọa giết chóc này cũng chả đáng sợ gì mấy, nếu đe dọa mấy cái cách thức trừng phạt đau đớn như là chặt tay chặt chân rút gân lột da thì hiệu quả với mình hơn nhìn thấy cô thật sự không có ý định đi tới nước ngọn lửa hơi bừng lên một chút nó xiên người người cũng có mắt nhìn đấy sợ ta rồi chứ gì liêu đình nhạn đúng rồi á ta sợ ngươi đốt lông ta lắm luôn á người yên lặng tí để ta tu luyện được không ngọn lửa rõ ràng là người đang ngủ ngươi tưởng ta không nhìn ra hả cái thứ lười biếng nhà ngươi liêu đình nhạn ta đang nghiên cứu tu luyện trong mơ ngọn lửa ta chưa có nghe bao giờ nằm mơ sao mà tu luyện liêu đình nhạn đợi ta nghiên cứu ra rồi nói với ngươi ngọn lửa hậm hừ ta biết cũng chả làm được gì ta có biết nằm mơ đâu cũng không phải ta có từng nằm mơ chỉ khi tư mã tiêu nằm mơ ta mới nằm mơ được nhưng mà lâu rồi hắn không có ngủ hắn không mơ ta cũng không mơ liêu đình nhạn thật ra nằm mơ rất ảnh hưởng giấc ngủ ngọn lửa rất hung hăng còn rất khinh thường cái mùi của ngươi đã tới hóa thần rồi sao mà còn phải ngủ nữa liêu đình nhạn ước mơ lúc trước của ta là lúc không làm việc có thể đánh một giấc ngon lành bây giờ ta đang thực hiện mơ ước ngươi không hiểu tâm trạng của ta đâu liêu đình nhạn được rồi ngươi đừng nói nữa, ta bắt đầu đi ngủ đây. Ngọn lửa bô lô ba la, ta cứ nói, ta cứ nói đấy. Ta đã bị tư mã tiêu ức hiếp tới vậy rồi, mắc mớ gì nữ nhân của hắn lại còn ngủ nghe ngon lành trước mặt ta. Ta phải báo thù. Liêu đình nhạn, thứ con nít quỷ mất dậy ghê, phương pháp giáo dục của cái tên tư mã tiêu vô dụng thật sự. Nhờ ơn cái đốm lửa kia, Liêu Đình Nhạn lại học được cách sử dụng một kỹ năng nữa, cách âm. Cô học được hai cách cách âm, một là nhét lỗ tai cách âm, làm giảm khả năng nghe của mình, giống như nhét lỗ tai lúc ngủ vậy, thế giới trở nên câm lặng, yên tĩnh quá thì Liêu Đình Nhạn lại có hơi khó ngủ, vậy nên cô lựa chọn cách thứ hai, làm một cái màn cách âm che cái nguồn tạp âm lại, vậy là đỡ hơn nhiều rồi. Trong lúc đang lim dim. Liêu Đình Nhạn cảm thấy có ai đó ngồi xổm trước mặt mình, trên người còn có chút gò bó khó tả, giống như có người cứ nghịch mí mắt của mình, rất phiền phức. Cô vừa mở mắt ra nhìn liền thấy tư mã tiêu đang kéo dâu mình. Giái cá có dâu, mấy sợi lông lông màu bạc, tư mã tiêu thì đang động động dâu cô. Nói thật thì tên tổ tông này phiền y chang cái đốm lửa nguồn tạp âm kia, mức độ phiền phức bất phân thắng bại. Ta bảo ngươi tưới nước cho nó, sao lại không tưới? Hắn hỏi. Liêu đình nhạn, tưới được một ít. Từ mã tiêu, người đang lừa ta. Liêu đình nhạn, đúng rồi á. Từ mã tiêu hậm hừ không rõ là ý gì, mà cũng chẳng nói gì, chỉ là vớ lấy cô đi ra ngoài. Bên ngoài trời đã tối, hắn cứ đi hướng ra ngoài, bước đi nhanh như chớp, một tay tóm rái cá, một tay quét ngang dọc đường bóp nổ hết mấy con rối người. Liêu đình nhạn, ngươi làm cái gì thế? Mấy con rối này đâu có sinh mạng, quá lắm cũng chỉ là mấy con robot thông minh thôi, ngươi phá chúng rồi cũng vui được hả? Từ mã tiêu không bỏ qua một con rối nào, cho nổ hết toàn bộ tất cả con rối trên bạch lộc nhai, lại nhét con mãng xà đen còn đang từ giữa khe núi đuổi theo nai trắng vào trong bạch nhạn phi cát. Mãng xà đen đột nhiên bị lên trời. Từ mã tiêu, ngươi cứ ở yên đây làm cái gì vậy đang cấm vận cả công ty sao liêu đình nhạn nhận thấy tổ tông hôm nay có chút nóng này sau khi liêu đình nhạn về bạch lộc nhai nhìn lên trời nhận ra hình bóng của mãng xà đen trong bạch nhạn phi các hơi chút rõ ràng từ mã tiêu dẫn cô ra ngoài bạch lộc nhai hắn dùng thủ thuật gì đó đại loại như gom nhỏ đất liêu đình nhạn cảm nhận được áp lực cực lớn do tốc độ nhanh mang đến da lông như muốn bị xé mất cảnh tượng trước mắt biến thành một vùng sáng rực rỡ. tốc độ của hắn cực kỳ nhanh. lúc trước liêu đình nhạn từng được sư phụ động dương chân nhân đưa đi bay, cảm thấy tốc độ của tư mã tiêu ít nhất phải gấp ngàn lần như vậy. có một khoảnh khắc liêu đình nhạn nhìn thấy tòa lâu sáng đèn rực rỡ, nhìn thấy vô số đệ tử mặc y phục giống nhau đứng tụ lại một chỗ, còn nhìn thấy có người đang gọt rũa dưới sườn núi. phong cảnh đi qua đều biến thành từng mảng đèn huyền ảo. Liêu Đình Nhạn đã hơi hiểu được vì sao trước đó hắn muốn xử lý số con rối kia. Hẳn là hắn muốn đi làm việc gì đó. Từ Mã Tiêu cuối cùng cũng ngừng lại, trước mặt bọn họ có một tòa thành lớn phồn hoa. Liêu Đình Nhạn nhìn thấy dấu ấn canh thần tiên phủ trên cổng thành. Chỗ này hẳn là còn trong địa phận canh thần tiên phủ nhưng đã không còn trong nội phủ mà là ngoại phủ. Canh thần tiên phủ bao la rộng lớn, nội phủ là nơi ở của các đại gia tộc là nơi chứa đựng vô số loại linh khí tu luyện, còn có địa bàn của các đệ tử ngoại phủ là nơi ở của các loại như các quốc gia nhỏ do các gia tộc phụ thuộc hợp thành. Phần đông từng là gia tộc của các đệ tử canh thần tiên phủ truyền từ đời này sang đời khác, thậm chí còn có rất nhiều bách tính bình thường chuyển nên mong được bảo vệ. Cả canh thần tiên phủ như một cái cây khổng lồ, những thành trì lớn nhỏ ngoại phủ này chính là lá của cây. Liêu Đình Nhạn đã từng nghe đám trẻ trong Thanh Cốc Thiên nói về tình trạng của thế giới này nhưng những gì chúng biết cũng không nhiều. Vậy nên cô cũng chỉ biết mỗi thứ chút ít. Một thành trì to lớn như thế sẽ được chấn giữ bởi một tu sĩ Nguyên Anh. Chỉ là bình thường họ cũng không xuất hiện. Trừ khi nào thành trì gặp phải tai ương khó lường mới ra tay. Bình thường chỉ có mấy tu sĩ luyện khí hoặc trúc cơ gìn giữ trật tự an ninh trong thành. Dù gì thì ngoại phủ cũng không có gặp được Nguyên Anh ở muôn nơi như trong nội phủ, ở đây cấp bậc của mọi người đều rất thấp, bởi vậy Tư Mã Tiêu vào đây hoàn toàn không chút đắn đo, hắn thẳng thừng đạp lên tường thành người ta mà vào, không tu sĩ nào trong thành có thể phát hiện ra hắn. Tuy là cấp bậc của tu sĩ trong thành này có hơi thấp, nhưng nhộn nhịp hơn nhiều so với những nơi khác, có thể coi là nơi nhộn nhịp nhất Liêu Đình Nhạn từng thấy sau khi đến thế giới này hơn nữa còn là kiểu nhộn nhịp mà cô rất quen thuộc kiểu nhộn nhịp của phố phường nhân gian khiến cô nhớ đến cảnh tượng trước đây khi tan làm cùng về nhà với đồng nghiệp cùng ăn tối trên phố buổi đêm bỗng chốc có chút thân thương sau khi vào thành tư mã tiêu lại có ý muốn nhàn hạ dạo quanh hắn đi trên phố những người khác không nhìn thấy họ nhưng cũng đều vô thức né hắn ra lúc trước liêu đình nhạn xem phim cổ trang cảm thấy cảnh đêm hiện đại vẫn nhộn nhịp hơn nhưng bây giờ cô đã được mở mang tầm mắt. Cảnh đêm ở thế giới huyền huyễn tu tiên này không ngờ lại còn sầm uất hơn hẳn xã hội hiện đại, bởi vì ở đây không chỉ có sự nhộn nhịp của con người. Trên phố không chỉ được soi sáng bằng đèn bình thường mà còn có rất nhiều vật dụng kỳ lạ quý hiếm liêu đình nhạn chưa từng nhìn thấy, giống như dãy đèn ngũ sắc treo trên cây nêu trước tiệm kia là dùng ánh sáng hắt ra từ một phiến mỏng như vỏ xó, hết sức sáng sủa rực rỡ, bên đường còn treo quả cầu phát sáng, có vẻ là đèn đường, Liêu Đình Nhạn nhìn thấy bọn họ còn há miệng ăn những con côn trùng bị ánh sáng hấp dẫn tới, hơn nữa đều là còn sống. Còn có một đứa nhóc mập mạp đùa nghịch trước cửa một hàng thịt, cầm trong tay thứ gì đó trông như con mắt, Liêu Đình Nhạn cảm thấy ánh sáng hắt ra từ con mắt kia trông như đèn pin. Từ Mã Tiêu đi đến trước mặt thằng nhóc mập mạp kia, cầm cái đèn pin, trong tay nó lên nhìn đôi lát, hình như có chút hứng thú bình thản cầm lấy tiếp tục đi về trước. Thằng nhóc béo đang chơi đã đời, tự dưng phát hiện đồ chơi của mình khi không lại lơ lửng trên không trung, càng lúc càng bay xa, mắt nó liền xoe tròn, quay đầu khóc giống với bên trong tiệm, cha, mắt đèn của con bay rồi. Mất tiêu rồi. Thằng nhóc béo khóc lóc in ỏi đằng sau, cha nó bên trong quát lên, khóc cái quái gì, mai mốt tao mua cho cái khác. Liêu đình nhạn bò lên vai tư mã tiêu, nhìn cái khuôn mặt công tử bột của hắn mà nghĩ thầm. Cái bộ mặt dành đồ chơi con nít của cái tên tổ tông này đúng giống mấy tên phản diện tấu hài. chương 25, Tìm kiếm Tuy là cảm thấy tư mã tiêu dành đồ chơi con nít rất lưu manh nhưng Liêu Đình Nhạn vẫn nghe theo tính tò mò sắp tới xem. Tư mã tiêu nhìn một lát lại hết vui, thấy cả cái thân giái cả của cô trộm tới trước xem thì tiện tay nhổ một túm lông rồi chìa món đồ trên tay sang cho cô hai ngón vuốt của Liêu Đình Nhạn ôm lấy món đồ mày mò tẫm mẫm, nhận ra cái thứ trông như con mắt này thật ra là một viên đá. Còn tại sao nó phát sáng thì cô cũng không hiểu được nguyên lý, thế giới huyền huyễn không thể giải thích bằng khoa học. Sinh vật kỳ lạ làm đèn đường bên mép phố đang há miệng ăn côn trùng, nhai lốp rốp. Liêu đình nhạn hơi muốn sang đó xem nhưng tư mã tiêu trả hào hứng gì, hắn quan sát khắp nơi trên phố, không biết đang tìm kiếm thứ gì. Liêu đình nhạn kéo lọn tóc dài bên má hắn, chí vào đèn bên đường. Từ mã tiêu, cái thứ đó có gì vui mà coi. Hồi nãy ông đi dành đồ chơi con nít sao không tự nói câu này đi, đồ chơi có cái gì vui mà coi. Liêu đình nhạn mắng thầm trong bụng rồi tự bay sang xem. Vừa bay đến ngọn đèn đường kia, hơi không chú ý chút, suýt nữa bị cái lưỡi thè ra dưới đèn cuốn lấy. Con giái cá lơ lửng liền thắng gấp bay ngược về lại trên vai tổ tông cái lưỡi lắm nước miếng thật không xem nữa đi qua một con phố liêu đình nhạn nghe thấy tổ tông mất kiên nhẫn chật lưỡi vừa lướt mắt theo hắn đã đứng ngay cạnh nóc nhà lại chớp mắt nữa đến bên đỉnh một tòa kiến trúc cao liêu đình nhạn nhạy bén phát hiện được ánh mắt của hắn đang ngừng lại ở một nơi sáng trói rực giữa nhát qua khoảng mấy giây hắn bay về một góc phố nhộn nhịp nhất sau khi đến được gần đó biểu hiện của Lưu Đình Nhạn càng lúc càng kỳ lạ. Trên con phố đó có rất nhiều hoa, không chỉ có hoa tươi mà còn có hoa nữ nhân. Vậy cho nên đó là một con đường hoa. Tên tổ tông này tập trung bay xa như vậy đến đây để chơi đĩ sao? Ủa? Không phải hắn tính tình lạnh tanh còn yếu sinh lý sao? Hồi trước được đưa đến không biết bao nhiêu gái đẹp hoạt sắc sinh hương trả thèm động tới, không lẽ giờ đổi ý rồi sao, muốn thử hoa dại bên ngoài à? cái kịch bản tục tiễu người ra gì vậy né? Từ mã tiêu quay đầu nhìn Liêu Đình Nhạn dây lát, đen mặt nói, người nói thêm chữ nào nữa ta sẽ bóp chết người. Liêu Đình Nhạn, tôi nói cái gì rồi? Tôi có phát ra tiếng hà? Sư tổ, ngài, biết thuật đọc tâm hà? Liêu Đình Nhạn hỏi, không phải hắn nghe thấy cô nói thầm hắn yếu sinh lý đấy chứ? Từ mã tiêu, không có hắn chỉ cảm nhận được cảm xúc tận đáy lòng của người khác mà thôi. Liêu Đình Nhạn, ban nãy tôi có nói gì đâu. Từ mã tiêu, người nói thầm cũng ổn lắm. Liêu Đình Nhạn bắt đầu không ngừng mắng thầm hắn. Từ mã tiêu, người đang mắng ta. Liêu Đình Nhạn bắt đầu không ngừng nghĩ về những anh đẹp trai mà mình từng thích. Từ mã tiêu bắt đầu véo đuôi cô. Liêu Đình Nhạn lập tức ngừng xài não. Ơ ờ, không phải, hắn thật sự không sử dụng thuật đọc tâm sao? Cô kéo đuôi mình về, chỉ tay về một hướng, xem đó là cái gì? Tư mã tiêu nhìn sáng, không rõ ý đồ ẩm ừ một tiếng, bay về phía bên đó. Ở đó, dưới một lầu các sáng đèn rực rỡ, một đám thiếu gia công tử đang ăn chơi đàn đúng, cảnh tượng thật sự không dám nhìn. Vào lúc Lưu Đình Nhạn nhìn thấy rõ những gì đang diễn ra, lập tức đưa vuốt lên che lấy mắt nhưng rất nhanh đã bỏ xuống lại. Sợ cái gì, có phải xã hội hiện đại đâu, không có dán nhãn 18 cộng, mấy cái thứ gập gành này không có bị làm mờ, nhìn được thì nhìn nhiều tí, mở mang tầm mắt. Từ mã tiêu cũng không có ý định tránh ra, hắn khoanh tay đứng tựa mà nhìn, mặt mũi lạnh lùng ghét bỏ, nhìn thấy tên kia không? Liêu đình nhạn nhìn theo hướng hắn chỉ tay, lập tức thấy đau mắt, đúng là sót mắt thật sự. Thấy rồi, đúng là hơi nhỏ. Cô nói, Tư Mã Tiêu, ai bảo ngươi nhìn ở đó? Liêu Đình nhạn, à, vậy anh bảo tôi nhìn ở đâu? Lúc họ nói chuyện, tên công tử mặt hoa ra phấn mà Tư Mã Tiêu chỉ đã sách quần rời đi, mắt hắn u tối đục ngầu, mặt mũi trắng bạch gầy nhom nhưng không phải kiểu trắng bạch của Tư Mã Tiêu. Kiểu của Tư Mã Tiêu khiến người nhìn lạnh cóng, còn kiểu trắng tên đàn ông này rất ngán ngẩm. Ngay lúc y quay người lại, Liêu Đình Nhạn thấy sau lưng hắn hình như có một dấu ấn màu phơn phớt đỏ. À, ý là bảo cô nhìn cái này sao? Từ mã tiêu bước lên theo sau, nhìn cái tên công tử bột kia hí ha hí hửng chơi đùa cũng mấy chị gái lõa thể, sau đó lại đi vào một căn phòng thay đồ của tòa lầu. Cái loại ngậm thìa vàng này thì đi toilet cũng có mấy chị gái ở trong kéo quần xuống cho, tiện thể còn làm một nháy, Nói thật thì phim đen nặng đô nhất mà Liêu Đình Nhạn từng xem còn chưa có nặng đô tới vậy. Nếu chỉ có một mình cô nhìn thấy cảnh tượng này, chắc chắn sẽ ngượng chết mất, nhưng ngồi trên cái vai tủ lạnh của Tư Mã Tiêu, chỉ cảm thấy sự chán ghét và sát khí trên người hắn, đáng sợ chết được, lòi không ra được cảm giác gì khác. A, à, công tử yếu sinh lý phát ra một tiếng rên thoải mái, kéo theo chị gái vừa giải quyết xong cho mình ra ngoài, cười hí hửng, nàng khá đấy đi nào, theo bổn công tử đi tửu trì tiếp tục chơi đùa nào. Mí mắt chị gái kia đầy đặn, cọ quậy trên người hắn, cùng nói với nhau mấy lời cợt nhà. Từ mã tiêu bước lên trước đạp mạnh về phía hai người, đạp cho đôi uyên ương hoang dã kia ngã lăn ra đất. Hắn không hề nương tay, cả hai lập tức ngất đi. Từ mã tiêu đi đến trước mắt tên đàn ông yếu sinh lý, nắm lấy tóc kéo y dậy, đưa chân kéo y phục phía sau lưng hắn, lúc này liêu đình nhạn mới nhìn rõ được sau xương bà vai hắn có một vết đỏ nhàn nhạt, nhạt giống như hình của một ngọn lửa nhìn thấy ngọn lửa cô liền nhớ đến đống lửa nhỏ kia vậy là cái tên này hẳn là có gốc gác gì với tổ tông tư mã tiêu đưa tay ấn lấy sau đầu tên công tử yếu sinh lý đang hôn mê nhắm mắt như đang dò xét gì đó một hồi sau hắn đột nhiên hử lạnh một tiếng ngọn lửa men theo tay hắn thiếu đến tóc công tử yếu sinh lý bao bọc cả người hắn. Trong vòng ba giây, một người bị thiêu thành một đống cho, lại bị tư mã tiêu phất tay áo cho đến cho cũng không còn. Liêu đình nhạn, xem ra là giận lắm. Tư mã tiêu biến thành dáng vẻ của tên công tử thận yếu vừa bị hắn giết chết. Liêu đình nhạn, tổ tông muốn làm gì, mạo danh thân phận của người khác đánh vào căn cứ địch à. Cứ tưởng hắn là người chơi hệ tấn công trực diện chứ, không ngờ còn chơi đánh bọc đầu. Tư mã tiêu nhét liêu đình nhạn vào trong vạt áo, dán chặt vào lồng ngực cách một lớp áo trong mỏng manh. Hắn xài bước ra ngoài, mấy chị gái ngồi trên đệm gấm tựa cửa uống rượu vẫn vui vẻ niềm nở chào hắn. Nghiêm công tử tương đương, còn có người muốn sắp tới dứt một nháy, tất cả đều bị tay áo tư mã tiêu phất cho, khiến đầu tóc make up của con người ta bù xù lên hết. Từ mã tiêu đi qua cái hành lang đệm gấm, gây nên một trận gào thét hắn còn không thèm quan tâm mấy thứ này, lướt qua một căn phòng với khoảng sân đầy tiếng cười nói vui vẻ, ra khỏi cái mỏ vàng này. Trong tòa lầu trước mặt, có nô bộc thấy hắn bước ra, vội vã lên trước đón tiếp, công tử, hôm nay sao lại rời đi sớm vậy? Ngoài trừ nô bộc, còn có một tu sĩ tu sáu kết đan đứng làm vệ sĩ, ở chỗ này, việc bố trí như vậy đã có thể thể hiện được thân phận người này không hề thấp. Tư Mã Tiêu nói với gương mặt của tên đàn ông thận yếu, đi về. Nghiêm công tử hàng ao chắc tính tình cũng chả tốt lành gì, nô bộc thấy cái dáng vẻ này của hắn liền rụt cổ như thường lệ, không dám nói gì, ra lệnh cho người chuẩn bị xe ngựa, lại dìu Tư Mã Tiêu lên xe. Sau khi Tư Mã Tiêu ngồi lên xe, phát hiện bên trong còn có hai thiếu niên thiếu nữ xinh đẹp, bọn họ là hầu cận thường ngày của nghiêm công tử, lúc này đang nhiệt tình ngồi xích tới, bị tư mã tiêu đẩy đi. Cút xuống. Cả hai lui xuống, tư mã tiêu tựa trong khoang xe rộng rãi, không biết nghĩ gì mà đôi mắt đen huyền lại hơi nháy lên bóng lửa đỏ ngầu. Liêu đình nhạn ở trong vạt áo của hắn nhúc nhích cái đuôi, thỏ đầu ra xem dáng vẻ khó hiểu của hắn rồi lại rụt về. Cứ thấy sao giống tổ tông đang định chơi lớn một trận. Nói mới nhớ lúc trước hắn đã nói từ đầu, đợi ra khỏi Tam Thánh Sơn sẽ giết hết tất cả mọi người mấy ngày nay hắn chẳng có động thái gì cô còn nghĩ là sau khi ra ngoài hắn thấy canh thần tiên phủ phát triển quá nhanh lên đến trăm vạn người rất khó giết hết nên đã bỏ cuộc rồi bây giờ cảm thấy chắc là hắn đang có mưu toan khác mưu toan gì thì cũng chả liên quan tới cô dù gì thì giờ cô cũng chỉ là con gái cá vô tội mà thôi nhà của vị nghiêm công tử này là một trong mấy căn nhà lớn nhất ở trong thành trông ra thế như vậy hẳn là trong nhà có người làm đệ tử ở nội phủ canh thần tiên phủ hoặc là có thân phận đặc biệt gì khác mới có thể có được đãi ngộ thế này. Từ mã tiêu mạo danh thân phận của người khác mà còn ra dáng hơn tên công tử yếu sinh lý hàng ao kia, bước vào nghiêm phủ tráng lệ, bên đường thấy có rất nhiều người thỉnh an, hắn còn không thèm liếc mắt một cái, gặp ai cũng coi như không thấy. Đến cả khi gặp cha của tên công tử yếu sinh lý, hắn cũng không thèm ngó ngàng đứng lại người đàn ông trung niên bị hắn chọc tức vuốt râu trợn mắt cái thái độ gì đấy đi lăn lộn ở đâu về hỏng cả não rồi sao gặp cha ngươi mà cũng không thỉnh an tư mã tiêu ngừng bước liếc nhìn ông ta con người hắn là như thế lúc muốn châm chọc chẳng cần nói gì chỉ ánh mắt cũng đủ khiến người ta phát điên nghiêm lão ra run run chòm râu ngươi càng lúc càng không ra gì nữa không được ra ngoài nữa trong nhà bao nhiêu nữ nhân không ngủ, cứ thích chạy ra đường ngủ với mấy con đàn bà không sinh được con, ngươi ở yên trong nhà cho ta, sinh thêm vài đứa nữa mới là quan trọng nhất. Từ Mã Tiêu hất cầm về phía ông ta, "Ngươi qua đây với ta." Nghiêm lão gia, nghịch tử, ngươi ăn nói với cha ngươi như thế đấy phỏng? Từ Mã Tiêu mất hết kiên nhẫn, một tay ấn trên trán ông ta, "Nghiêm lão gia đang tức giận sục sôi bỗng cứng đờ người." Đờ đần vào trong phòng cùng hắn. Từ Mã Tiêu bỏ ông ta ra, ngồi lên cái ghế trong phòng, chỉ ông ta ngoắc tay. Nghiêm lão gia sợ hãi tột độ, "Ngươi, ngươi là ai? Ngươi không phải con trai ta?" Từ Mã Tiêu bật cười, "Ta là tổ tông của ngươi." Nghiêm lão gia lộ ra biểu hiện chịu nhục nhã. Diễn viên quần chúng Liêu Đình Nhạn, "Tổ tông đang nói thật đấy." Từ Mã Tiêu không nói năng gì, hắn hỏi nghiêm lão gia, người định đưa đứa bé gái mới sinh ba hôm trước đi đâu? Trông nghiêm lão gia không hề muốn trả lời nhưng ông ta không thể chống lại được bắp nói thật của tổ tông, giọng nói cứng nhắc nói ra vài chữ, Bách Phượng Sơn. Từ mã tiêu, Bách Phượng Sơn ở đâu? Nghiêm lão gia không biết, sẽ có sư giả đến dẫn đường, chúng tôi không thể tới gần, chỉ có thể ở bên ngoài. Từ mã tiêu, khi nào đưa đi? Nghiêm lão gia Hai ngày sau. Từ Mã Tiêu, "Rất tốt, đến lúc đó ta sẽ đi cùng ngươi." Hắn lại hỏi thêm vài vấn đề khác, Liêu Đình Nhạn đứng nghe một bên, những thông tin vụn vặt nối kết lại với nhau, thêm vào vài phần cô tự suy đoán được, đại khái hiểu được tổ tông muốn làm gì. Hắn đang tìm người, không phải tìm một người nào đó, mà là tìm một chủng người nào đó giống như Nghiêm công tử. Nghiêm gia đã sinh sống ở đây hơn ngàn năm phú quý họ có được đều mang tới nhờ vào huyết mạch của họ. Cứ cách vài đời, họ lại ngẫu nhiên sinh ra người có huyết mạch phản tổ, cụ thể được thể hiện qua dấu vết ngọn lửa trên lưng, mà một khi đứa trẻ như thế xuất hiện sẽ được đưa đến một nơi nào đó, nếu uy lực huyết mạch mạnh mẽ sẽ được giữ lại, đồng thời nghiêm gia sẽ nhận được rất nhiều lợi ích, nếu uy lực sức mạnh yếu ớt sẽ giống như nghiêm công tử, có thể về lại nhà mình gia tộc nhỏ như nghiêm gia phân tán thưa thớt ngoài ngoại phủ canh thần tiên phủ, bị khống chế bởi một khối sức mạnh thần bí, hoàn toàn không thu dẫn sự chú ý của người ngoài. chương 26, Một giấc mộng Tộc Phụng Sơn của Tư Mã Thị là chủng tộc thân cận nhất của thần trên đất liền rất lâu trước đây. Thế nhưng theo chư thần tiêu tán trời đất, sức mạnh của tất cả chủng tộc đều suy yếu, tộc Phụng Sơn cũng vậy, Vị thần họ thờ Phụng đã diệt vong. Để duy trì sự lớn mạnh được lâu hơn, họ bắt đầu theo đuổi huyết thống thuần chủng, làm như vậy quả thật xuất hiện không ít thiên tài xuất chúng nhưng người họ Tư Mã lại càng lúc càng ít. Trong canh thần tiên phủ với lịch sử lâu đời này, vinh quang của Tư Mã thị gần như chiếm mất một nửa, tuy nhiên theo dòng chảy thời gian, chủng tộc từng rất lớn mạnh này nhanh chóng tàn lụi. Cùng lúc đó, tộc họ Sư thờ phụng họ và các gia tộc khác của canh thần tiên phủ bắt đầu lớn mạnh qua từng thế hệ. Số lượng người của họ lớn dần vượt qua người tộc Tư Mã, sau khi mạnh yếu đổi chỗ cho nhau, kẻ từng lớn mạnh biến từ chủ nhân thành chim trong lồng. Ngược dòng mấy nghìn năm trước, những người tu tiên lớn mạnh còn sót lại của tộc Tư Mã thị chết đi ngoài ý muốn, chỉ còn lại vài đứa bé nhỏ tuổi còn chưa trưởng thành. Tư chất và thiên phú có lợi hại đến mấy đều cần thời gian lớn lên, chúng dần mất đi tự do dưới sự chăm sóc của sư thị bị thúc giục bởi lòng tham không đáy và dã tâm, sư thị phản bội lại gia tộc đã từng là chủ nhân này. Họ lợi dụng sự tín nhiệm của tư mã thị, khống chế những đứa trẻ họ tư mã, khiến chúng không có cơ hội trở nên lớn mạnh, chỉ có thể trở thành con rối, bị ngăn cách ở Tam Thánh Sơn. Đương nhiên thì trong mắt người đời, địa vị của tư mã thị vẫn luôn cách biệt, ngay cả những đệ tử bình thường của canh thần tiên phủ cũng nghĩ như vậy ai lại ngờ rằng bọn họ như kỳ thú quý hiếm bị nuôi nhốt trong cái lồng vàng. Mãi đến lúc người họ tư mã càng ngày càng ít, tư mã ngạc, người con gái thuần huyết cuối cùng của tư mã thị dùng sinh mạng của chính mình để phản kháng lần cuối, nàng đã giành lấy cơ hội trưởng thành cho giọt máu cuối cùng của tư mã thị. Nàng nhận lấy đau khổ to lớn, nàng dùng máu thịt và linh cốt của mình tinh lọc ngọn lửa linh sơn, khiến ngọn lửa vốn đã hóa linh này cam nguyện niết bản tân sinh trở lại thành một đốm lửa nhỏ, sau đó đưa ngọn lửa mới vừa tinh lọc này vào trong cơ thể của con mình, để tính mạng của nó và Phụng Sơn Linh Hỏa hoàn toàn liên kết với nhau. Từ Mã Tiêu lúc đó chẳng qua cũng chỉ là đứa trẻ, cũng trải qua đau khổ lớn lao tương tự mới hoàn toàn chấp nhận được ngọn linh hỏa mới suy yếu này. Linh Hỏa là bảo vật quan trọng nhất của tộc Phụng Sơn, cũng là nền móng cho canh thần tiên phủ, là ngọn nguồn quan trọng nhất, nếu không có linh hỏa địa giới của canh thần tiên phủ sẽ hoàn toàn không còn linh khí, từ tiên phủ biến thành nơi bỏ hoang cằn cỗi, thời vận của họ cũng sẽ lụi tàn. Nhiều năm nay, tuy là cũng có nhiều người họ tư mã phụng dưỡng phụng sơn linh hòa như tư mã ngạc nhưng chỉ có tư mã tiêu là không giống với những người phụng dưỡng khác, hắn hoàn toàn hợp thành một, sống chết cùng với linh hòa, không còn truyền lại cho người khác phụng dưỡng được nữa. Trên đời cũng không còn người họ tư mã thứ hai có thể phụng dưỡng linh hòa được nữa vì có thêm linh hỏa, tu sáu của tư mã tiêu nhanh chóng nâng cao, mà sư thị cũng các gia tộc khác ở canh thần tiên phủ cũng vì ngọn lửa này mà ném chuột sợ vỡ bình với hắn, chuyển cách thức lại thành cảm hóa lôi kéo hắn. Thế nhưng tư mã tiêu sở hữu chân ngôn chi thể, sở hữu năng lực đặc biệt nhìn thấu được nội tâm người khác, dù đám người đó có nở nụ cười dịu dàng nhất với hắn, hắn cũng chỉ cảm thấy đang bị bao vây bởi các thứ suy nghĩ đáng sợ. Thứ hắn cảm nhận được chỉ có lừa dối, tham lam, sợ hãi và vô số thứ ác ý. Hắn cảnh giác với bất cứ ai, hơn nữa còn bẩm sinh hung tàn, không giống với người mẹ lương thiện của mình, mới nhỏ như vậy đã giết người không do dự, để nâng cao tu vi, hắn đã hấp thu tận mấy người sư thị. Những người chăn nuôi, hắn chưa từng nhìn thấy cách thức tu luyện nào như vậy, hung tàn như ma quỷ nhưng lại không phải là ma quỷ, vì tu ma khác với họ linh khí vận động trong thân thể người tu ma không giống với tu tiên tư mã tiêu không có dấu hiệu nhập ma hắn chỉ là không hề để ý mà tàn sát nuốt trôi tu sáu của họ sau khi hắn hút chọn tất cả đệ tử ưu tú ở núi tam thánh bọn họ không dám phái bất cứ ai tới nữa không thể cho chúng ta sử dụng cũng không thể khống chế được cứ thế này hắn sẽ là mối nguy cho cả canh thần tiên phủ những gia tộc hút máu tộc tư mã ở canh thần tiên phủ bắt đầu sợ hãi thế là họ đã làm khá nhiều chuyện. Lần nào cũng thất bại. Họ không chỉ không khống chế được tư mã tiêu, còn bị hắn nắm bắt hết tất cả cơ hội. Ngày một lớn mạnh, cuối cùng bọn họ hết cách, hy sinh rất nhiều đệ tử để giam cầm hắn 500 năm. Liêu đình nhạn tỉnh ngủ, nhào đến cái đệm trên bàn, vẫy móng chậm rãi rửa mặt, vuốt xuông lông với dâu ria, ngồi trên đệm ôm lấy cái bánh trắng muốt nhai ngấu nghiến. Cô nhai mấy miếng bánh vị hoa thơm ngọt, liếc nhìn sang bên cạnh. Tư mã tiêu tựa ở đó, mắt nhắm nghiền. Tay áo nhăn nhúng cuộn lại trên đùi là dấu vết ngủ của Lưu Đình Nhạn. Từ lúc cô biến thành con giái cá, mỗi lúc ngủ đều bị tư mã tiêu ôm trong tay, ngủ trên người hắn nhiều lần rồi thành quen. Chỉ là thường thì cô tỉnh lại, tư mã tiêu cũng sẽ mở mắt, lần này sao chẳng nhúc nhích gì. Không phải thật sự ngủ rồi chứ? Không đúng, đốm lửa kia có nói, đã lâu rồi tư mã tiêu không ngủ. Cô nhìn tư mã tiêu không chút động đậy lại nhai một miếng bánh, nhai xong hắn vẫn giữ nguyên tư thế đó, tự ở kia thật sự hình như đã ngủ. Một giọt nước thong thả vọt ra từ tách trà, di chuyển theo móng vuốt của liêu đình nhạn, đập lên mặt của tư mã tiêu. Lông mi tư mã tiêu run lên, mở to hai mắt, giọt nước kia rơi đúng trên mí mắt của hắn, chớp mắt một cái, Giọt nước liền rơi xuống mặt theo khóe mắt Giống như giọt nước mắt Từ mã tiêu nhìn về phía cô Liêu đình nhạn dựng hết lông tơ Từ mã tiêu vô cảm sách con gái cá sang lau mặt Dùng lớp da lông của cô lau sạch vệt nước trên mặt Liêu đình nhạn Cô đưa tay xoa xoa mớ lông bị vút ngược trên người mình Chuẩn bị dương móng gõ Ta vừa có một giấc mơ Từ mã tiêu đột nhiên nói Liêu Đình Nhạn bị dọa rớt cả móng. Tổ tông đã ngủ còn nằm mơ là tỷ lệ thế nào? Đây là tỷ lệ nhìn thấy mưa sao băng sau 500 năm đấy. Cô quay đầu nhìn Tư Mã Tiêu, đợi hắn nói tiếp. Cô cũng khá tò mò vị tổ tông mấy trăm năm không ngủ thức tới suy nhược như vậy sẽ mơ gì. Nhưng Tư Mã Tiêu không nói, hắn cúi mắt hơi chán nản nhìn ra cửa sổ. Liêu Đình Nhạn, kiểu người nói chuyện nói một nửa như vậy sẽ bị đánh chết ở xã hội hiện đại. Từ mã tiêu mơ thấy lúc mình còn nhỏ, vào một đêm mưa gió, từ mã ngạc mẫu thân hắn đến bên giường, làm hắn hốt hoảng tỉnh khỏi giấc mộng, bóp lấy cổ hắn, muốn giết chết hắn. Đây là chuyện đã thật sự xảy ra, nếu không có sư dung du phát hiện và ngăn cản, hắn có thể đã thật sự bị bóp chết như thế. Điều buồn cười nhất là hắn có thể cảm nhận được ác ý sâu đậm trên người những người bảo vệ chăm sóc hắn, còn lúc mẫu thân muốn bóp chết hắn, hắn chỉ thấy được tình yêu thương trân trọng dịu dàng. Nghĩ đến đây, tư mã tiêu lại liếc nhìn liêu đình nhạn. Cô đã nhảy lên bàn, nằm đó nhai bánh ngũ sắc, nhai mỗi màu một miếng, hình như đang so sánh xem phần nào ngon nhất. Đây là người kỳ lạ nhất mà hắn từng gặp. Người khác nhìn thấy hắn trong lòng chỉ có hai cảm xúc, một là sợ hãi căm ghét, hai là nịnh nọt lấy lòng nhưng cô không giống vậy cô chẳng có gì cả. Cô không có ghét bỏ sâu sắc gì hắn và cũng không có cảm tình mấy, cứ như đối đãi với hoa cỏ bên đường vậy, cảm xúc hời hợt này làm tư mã tiêu thấy bình tĩnh. Rõ ràng là một người rất yếu ớt, rõ là gặp phải rất nhiều chuyện vẫn có thể sắp xếp cho mình thật thư thái. Từ mã tiêu cảm thấy cô thông minh hơn rất nhiều người hắn từng gặp, người thật sự thông minh là người có thể sống tốt ở bất cứ đâu. Liêu Đình Nhạn đưa cái bánh bất động trên không tới bên miệng mình, lại muốn điều khiến tách trà cạnh bên, vừa phân tâm cái bánh đã đập xuống mặt cô, vụn bánh văng khắp người. Từ mã tiêu, rút lại cái câu nói ban nãy bảo cô ta thông minh. Tiền bối, nghiêm lão ra đứng ngoài cửa gọi, người đến dẫn chúng ta đi Bách Phượng Sơn đã tới rồi. Bọn họ ở đây hai ngày, cuối cùng cũng chuẩn bị ra khỏi cửa liêu đình nhạn thấy tư mã tiêu đứng lên cũng vỗ vỗ móng lắc lắc lông trên người nhảy tới phía hắn chuẩn bị tiếp tục làm phụ kiện thế nhưng tư mã tiêu lại cản cô lại nhún người bay đi bưu một chốc đã đạp lên cái đệm mềm người chờ ở đây liêu đình nhạn cái gì không đưa mình theo còn có chuyện tốt như vậy nữa hà cô ngồi dậy nghe thấy câu này lại nằm trở xuống thật ra cô thật sự không muốn đi lắm vì đi rồi nhất định sẽ phát hiện ra bị mật lớn gì đó không chừng còn sẽ thấy hiện trường giết người tàn bạo gì đó cô không muốn biết quá nhiều cũng không muốn đứng xem phim kinh dị máu me từ mã tiêu bước ra ngoài mấy bước tay bắt lại bắt được một đốm lửa nhỏ xíu nâng qua cho liêu đình nhạn cầm lấy cái này hắn nói xong lập tức rời đi đốm lửa nhỏ được che chắn trong quả cầu trong suốt đập vào cạnh đuôi liêu đình nhạn Liêu đình nhạn qua đó nhìn, đống lửa nhỏ lại lớn tiếng đe dọa, nhìn cái gì mà nhìn. Con lông xám hôi hám. Liêu đình nhạn kéo quả cầu tới gần, sao ngươi trở thành cái đốm nhỏ thế này? Ngươi chưa nghe nói tới phân thân hả? Đây chỉ là một phần nhỏ tách ra từ người ta thôi. Dùng để giám sát ngươi đó. Liêu đình nhạn, ô. Xếp ra ngoài đi công chuyện, nhân viên tất nhiên phải lười biếng, một mình dái cá liêu đình nhạn biếng nhác độc chiếm cả cái giường mãn nguyện vươn người ngọn lửa rất ồn ào bị cô thêm vào một lớp cách âm ngọn lửa này như một đứa nhóc hung hăng thối tha lại cô quạnh không ai chơi với nó còn thường xuyên bị nhốt gặp người là nói không dứt không thể nói chuyện bình thường chỉ biết mắng người liêu đình nhạn bỗng nghĩ tới gì mở lớp cách âm ra nói chuyện với nó lúc trước ngươi có nói sư tổ nằm mơ ngươi cũng sẽ nằm mơ, ngươi có thể thấy được giấc mơ của ngài ấy đúng không? Ngọn lửa ban nãy tức tối cao gắt, hiện tại nghe thấy câu hỏi của cô lại lấy làm đắc ý, một đốm lửa nhỏ cũng có thể nhìn thấy khí chất châu bò ngất ngưởng. Nó nói, chứ còn gì nữa, ta biết hết tất cả bí mật nhỏ của hắn, cũng có thể thấy giấc mơ của hắn. Liêu Đình Nhạn vẫn có hơi tò mò, ban nãy ngài ấy ngủ rồi, còn mơ nữa, người thấy cái gì rồi? Ngọn lửa lập tức lớn tiếng cười nhạo, hắn mơ thấy mẹ hắn, ha ha ha. Cái thứ ẻo lả chưa dứt sữa. Nó cứ nói miết rồi còn bôi nhỏ, trong mơ hắn còn khóc oe oe la lối đòi mẹ nữa kìa. Còn chảy nước mũi. Liêu đình nhạn, chắc mình tin á. Đặt điều đã nhất thời thôi, ngày ấy mà biết ngươi nói thế có khi sẽ đánh ngươi khóc oe oe đấy. Ngọn lửa sững lại, ta ngươi nghĩ là ta sợ hắn thật hả? Đúng rồi, ta thấy ngươi thật sự sợ hắn. Liêu đình nhạn nói xong lập tức gài lại lớp cách âm, chặn đứng câu chửi bậy của ngọn lửa ngay tức khắc. Từ mã tiêu dùng ngoại hình của nghiêm công tử theo sau nghiêm lão ra, gặp được một tu sĩ bậc nguyên anh đến đón họ. Tu sĩ này mặt mũi bình thường, im lặng kiệm lời, mang pháp khí bay hình chiếc thuyền y liếc nhìn bé gái nghiêm lão gia đang ôm trong lòng rồi cho họ lên pháp khí bay. Trước đây chỉ có mình ông, giờ lại thêm một người. Tu sĩ bậc Nguyên Anh hất cầm chỉ tư mã tiêu. Nghiêm lão ra cười cười lấy lòng, đây là khuyển tử, sau này nó phải thừa kế gia nghiệp của tôi, đưa bọn trẻ đi, vậy nên tôi đưa nó đi xem một chuyến. Ông ta vừa nói vừa nhét một túi linh thạch sang. Tu sĩ Nguyên Anh nhận lấy linh thạch, không lên tiếng nữa, bảo tư mã tiêu cũng lên pháp khí bay. Nghiêm lão ra hơi thở phào một hơi, lại ôm chặt bé gái đang ngủ say trong lòng. Bé gái này là do một nữ nhân nào đó trong hậu viện của nghiêm công tử sinh ra, đám nữ nhân của nghiêm công tử sinh cho y nhiều con đến vậy, chỉ có đưa bé gái này di chuyển được huyết mạch, nếu như nó có thể ở lại Bách Phượng Sơn, nghiêm gia họ còn có thể vinh hiển tận 200 năm nữa. Chỉ là, Nghiêm lão ra lại lặng lẽ liếc nhìn tu sĩ thần bí cạnh bên, lòng rất bất an, ông cảm thấy chuyến đi này có thể sẽ xảy ra chuyện lớn. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.